Hello, xin chào tất cả các nhân hồ trên phi kênh của mình nhá. Ngày hôm nay sẽ đến với đồ họa top nhất Free Fire. Thì mọi người thấy đồ họa này nó không khác gì đồ họa Minecraft cả, nó tối ưu đến nỗi gọi là cái đồ họa nó còn có tí xíu thôi. Ngày hôm nay thì clip này không phải là một clip hướng dẫn, cũng không phải là một clip chia sẻ cho anh em cái link tải. Đây là một cái clip mà mình sẽ cho mọi người xem. Cái clip này là tức là giống như một cái clip reaction, tại cái clip này là ở trên một cái kênh khác. Và mình có một chút chia sẻ về cái loại đồ họa giảm như thế này có bị gọi là mất ad đồ hay không. Thì theo mình là có thể có, là cũng khoảng 50%, tại vì những cái đồ họa như này là mọi người cần phải tải một cái link tải ở trên một cái kênh YouTube nào đó. Nhưng mà mọi người biết không, những cái link tải đó nó khá là nguy hiểm. Nếu chẳng may mọi người tải vào thì có thể sẽ mất tài khoản Google, mất tài khoản Facebook, mất tài khoản Free Fire. Và những cái link cái này thì nó hướng dẫn mấy cái file này rất là khó nha mọi người. Mình đã thử sử dụng mà nó rất là khó. Thứ nhất là nguyên cả cái video không có bát mật khẩu, nhưng cái file mà được tạo ra lại có cái file mà được tải về từ các clip đó lại có cái bát mật khẩu. Tức là giống như là lừa đảo vậy á. Tức là nó lấy đồ họa về xong cái nó lừa đảo mình, cho mình tải mấy cái đó về để nó kiếm được tiền. Còn mình làm được hay không thì kệ. Đồ họa thì tức là cần những clip nước ngoài thì làm sao mà mình biết được tiếng của bọn nó. Có thể bọn nó comment ở dưới và mình dịch ra thì nó lại sai mật khẩu. Có thể mật khẩu đâu phải mật khẩu số, có thể là mật khẩu chữ. Vậy nên tức là những cái đồ họa như thế này rất là khó làm. Thật ra là mình muốn làm những cái này lâu lắm rồi nhưng mà mình làm không được chứ không phải không muốn làm. Những cái clip ở Việt Nam thì cái link tải cũng y chang vậy luôn. Chủ yếu bọn họ làm là vì kiếm tiền từ những người nhấp vào cái link tải. Cho nên những cái đồ họa như thế này là rất là khó, khó mà tìm được một cái kênh uy tín để có thể làm được một cái clip cho mọi người xem về cái đồ họa Wi-Fi nó giảm đến như thế này. Thì mình sớm muộn mình cũng sẽ kiếm được thôi, nhưng mà rất là khó. Vậy nên mọi người có thể nên hạn chế tải những cái này ở những cái channel gọi là không uy tín, tại vì rất là dễ bay ạt, nhất là những channel nước ngoài đó mọi người, rất là dễ bay ạt từ Google đến Facebook. Mình đã từng bay một cái ạt Google với kênh YouTube hơn 100k sub, đúng đen luôn. Và cái kênh đó thì là mình cũng đã bị chết kênh rồi, nên nên cũng không có gì đáng tiếc lắm. Nhưng mà đó là một cái kỷ niệm rất là vui của mình nhưng mà lại mất. Nói chung cảm ơn các bạn đã xem clip nhé. Về cái phần tải cái link của cái đồ họa này thì mình sẽ tìm trong tương lai thôi. Còn cái đồ họa này rất dễ bị gọi là bay ạt, lừa đảo. Mọi người hãy cẩn thận. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Và chơi Free Fire luôn được top 1.